Khoảng chỉ có 12 mét vuông mà ba hộ gia đình. Ở trên là có một cái gác nhỏ. Cái gác nhỏ mà thằng chú ở trên là nó ở gác trên, rồi em gái tôi nó ở gác này, còn tôi ở gác ở dưới trái này. Lúc mà ra bệnh đó, bệnh dịch 19 là không có đi làm gì, tới nhà và ăn không nhà chơi vậy. Như vậy thì chi phí ở đâu để mình sinh sống? Nói với thầy là lúc trước làm trước là chưa gần sắp bệnh á, thì tôi làm được một tháng, còn dư cái đồng tiền đó là 1.2 triệu á, mà vừa đóng tiền điện. Bây giờ là lúc mà bị dịch chúng là coi như là biểu cách ra lìa hành ly hà à, một trước hai trước á, thì người ta không cho làm hồ nữa. Đó, người ta cách ly hỏi làm hồ cách ly ai làm vậy sao mà đưa hồ được, thì bắt buộc đó, phải nghỉ thôi, nghỉ ăn lấy cái đồng tiền làm bữa trước đó thì ăn thôi, rồi mới vừa bán mới vừa chơi thôi. Nguyện cầu Giêsu xót thương Chúa xót thương, nguyện cầu Giêsu viếng thăm Chúa viếng thăm, nguyện cầu Giêsu thứ tha Chúa thứ tha, nguyện cầu Giêsu cứu thoát, nguyện cầu Giêsu xót thương Chúa xót thương, nguyện cầu Giêsu viếng thăm Chúa viếng thăm, nguyện cầu Giêsu thứ tha Chúa thứ tha, nguyện cầu Giêsu chữa. Ngài là tình yêu xót thương, Ngài là bình an viếng thăm, Ngài là niềm vui thứ tha, Ngài là hồng ân cứu thoát, Ngài là tình yêu xót thương, Ngài là bình an viếng. Ngài là bình an viếng thăm, Ngài
Giêsu xót thương, nguyện cầu Giêsu viếng thăm, nguyện cầu Giêsu thứ tha, nguyện cầu Giêsu cứu thoát, nguyện cầu Giêsu xót thương, nguyện cầu Giêsu viếng thăm, nguyện cầu Giêsu thứ tha, nguyện cầu Giêsu chữa lành, nguyện cầu Giêsu xót thương, nguyện cầu Giêsu viếng thăm, nguyện cầu Giêsu thứ tha, nguyện cầu Giêsu cứu thoát. Ngài là tình yêu xót thương.